Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị, hai hình ảnh khác nhau rất là xa. Một là Sư Minh Tuệ, đầu trần, chân đất, lặm lũi đi học tập tu đạo, noi theo gương của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn đây cũng là tu học, nhưng mà tôi không biết ông này tu cái gì đây. Vào một cái salon xe hơi, ngồi bấm iPhone, bấm iPhone này các bạn nha, các bạn thấy không? Mà loại phone đắt tiền á, đang mua xe mà thầy mua xe được cái chủ tiệm này đăng lên báo luôn, chụp hình đăng lên luôn. Tại vì sao? Khách hàng sợ, không cần trả giá, chỉ cần nói một giá với thầy thôi, thầy trả tiền đem chiếc xe về. Hai hình ảnh khác nhau quá xa luôn. Một hình ảnh của Sư Minh Tuệ đi đến đâu cũng được người dân đảnh lễ kính ngưỡng, còn một người lúc nào cũng kêu Phật tử cúng dường, cúng đất, cái gì có thì phải cúng hết. Còn cúng mệnh giá mà thấp với tiền mình giá thấp thì sẽ bị xui xẻo cả năm. Hai người tu tập với nhau, một người đi từ Bắc chí Nam, còn một người ngồi trong một ngôi chùa lớn có mái lạnh. Một người thì thương yêu tất cả đồng loại, ai đánh mình còn hỏi người ta có sao không, cười vui vẻ chúc bình an rồi ra đi. Còn một người nhìn một người khác được nhiều người dân ủng hộ, đảnh lễ thì gọi người ta bằng thằng, một cái thằng ba trợn. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Vâng, đây là một bài viết từ Sài Gòn, xin gửi đến tất cả quý vị. Một buổi sáng trong lành, mát mẻ, hiếm hoi ở Sài Gòn. Hình ảnh thầy Thích Chân Quang ngồi an nhiên ở showroom, chọn một chiếc xe Villaren màu đỏ, nâu thanh lịch, khiêm nhường, và thầy nhẹ nhàng mỉm cười, quyết trong một nốt nhạc mà thôi, mới đẹp làm sao. Có nghĩa là quyết định mở trong một nốt nhạc thôi, người ta ra giá bao nhiêu cũng được, không cần phải trả giá. Có phải như thế không? Về khiêm nhường và hiền hòa ấy, cao quý ấy, đúng như hình ảnh chiếc xe Villaren thanh lịch và kính đáo sang trọng, không có phô trương. Trong tháng lễ Phật đản, mọi thứ cũng cần phải có duyên lành thì mới có hanh thông và bình yên đến vậy. Con cảm ơn thầy. Cảm ơn về những cảm xúc mà thầy tạo nên sự thăng hoa cho nhân viên của con trong phút chốc, với sự hạnh phúc ngỡ ngàng như là trong mơ. Cuộc sống vốn đã bộn bề và áp lực, cảm ơn thầy vì cho nhân viên của con tin rằng trên đời vẫn luôn có điều kỳ diệu xảy ra, và thường xảy ra vô cùng là nhanh chóng. Những đại gia đi mua xe cũng còn trả giá, còn có chiếc xe có xứng đáng với cái đồng tiền mình mua hay không, hoặc là phải đi ngắm nghía rồi phải coi trên Google như thế nào. Còn đây là đúng là một bậc chân tu Thích Chân Quang mà, không cần trả giá cho một đốt nhạc thôi, làm cho nhân viên của cái showroom này cũng phải ngỡ ngàng bực ngửa luôn, vì thầy quyết định quá nhanh chóng. Ước gì khách hàng ngày nào cũng có tâm như thầy, khiêm nhường nhưng dứt khoát và quả quyết, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, đầy uy lực và tuyệt đối. Thầy không trả giá, bởi điều thiên lành và an lành không nằm ở lúc trả giá. Một buổi sáng thật yên bình và hạnh phúc. Đúng vậy, thầy không bao giờ trả giá đâu. Thầy trả giá như vậy, mất phước của thầy, đường tu sẽ không đắc đạo. Thầy xài bạc lớn thôi. Nhiều khi thầy cũng không có giấy 500 ngàn để thầy xài đâu, mà thầy xài giấy 100 đô, 100 đô đó các bạn. Quá sợ các bạn ha.
Và trong giữa dòng đời này, gần đây thì thầy Thích Minh Đạo bị phạt quỳ gối. Đó là một cái điều mà làm cho nhiều Phật tử xót xa. Bao lâu nay thầy cưu mang biết bao nhiêu trẻ em, không các bạn? Không có thầy, không biết các trẻ em ấy trôi lạc về đâu, rồi ai giúp đỡ từng mảnh đời vá vụn ấy. Chỉ vì một lời khen cho sư Minh Tuệ mà thầy Minh Đạo phải quỳ gối sám hối. Thật là bất công hay là không bất công? Sư Thích Minh Đạo gặp rắc rối khi khen sư Thích Minh Tuệ, mà người ta gọi là sư Minh Tuệ mới nhiều hơn, phải các bạn ha. Sau khi chia sẻ ý kiến về nhà sư Thích Minh Tuệ, Thượng tọa Thích Minh Đạo đã gặp rắc rối thượng tọa luôn nha các bạn. Ngày 17 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã Phú Mỹ đã có cuộc họp về phát ngôn của sư Thích Minh Đạo liên quan đến sư Minh Tuệ, yêu cầu phải làm kiểm điểm. Một lời khen thôi mà ban trị sự bắt thượng tọa phải quỳ gối sám hối. Như vậy có sân si không các bạn? Khen người ta thôi, đâu phải chê người ta, đâu phải làm cái gì hại đến người khác đâu, phải không các bạn? Sau đó có thông tin Thượng tọa Thích Minh Đạo xin thôi đảm trách công việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa phương để toàn tâm toàn ý với công việc tại tu viện của mình. Thầy Thích Minh Đạo làm như vậy là rất đúng luôn á. Tại vì nằm ở trong ban trị sự, cái gì cũng phải làm theo. Có nhiều cái mà chướng tai gai mắt, hay là những cái điều mà chúng ta không thể phục tùng, nhưng mà mình nằm ở trong Giáo hội Phật giáo thì chúng ta phải tuân theo. Chia sẻ với BBC ngày 28 tháng 5 về vụ việc Linh Mục Atamaria Vũ Quốc Thịnh thuộc dòng Chúa Giêsu Cứu Thế nói, chuyện khen một người gương sáng nào đó là chuyện rất tốt trong cuộc sống. Thế nhưng khi một ai đó không đi theo xu hướng của tập thể thì bị tập thể nghiền nát như bánh xe lịch sử nghiền nát. Người nào đi trước lịch sử vậy? Thầy Thích Minh Đạo không oán, không hờn bất cứ ai. Thầy vui vẻ sống và tu với con đường thầy đang chọn. Kính nể thầy vì thầy đã can đảm nói lên tiếng lòng của mình. Xin lỗi quý vị. Nói tới đây mình cũng nghẹn luôn. Linh Mục Vũ Quốc Thịnh cho biết thêm, cách đây 20 năm sư Thích Minh Đạo đã cưu mang 30 trẻ và hôm nay tu viện Minh Đạo đang nuôi dưỡng 64 trẻ với tuổi đời từ 4 cho đến 23. Sư Thích Minh Đạo là trụ trì tu viện Minh Đạo ở thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vậy các bạn thấy không? Người ta nói rất là đúng mà, thời mạt pháp thôi. Giữa đám người gù lưng thì người mà đứng thẳng á lại là người bị khuyết tật. Thì đúng rồi, nguyên một cái đám người đều bị gù lưng, mà có một người dám đứng thẳng thì người đó là khuyết tật. Cũng thế, trong một tập thể mà người nào dám nói thẳng và nói thật thì thường bị xử sai, có khi bị loại trừ luôn. Hai ngày qua hình ảnh sư Minh Tuệ và đoàn tăng bị đuổi ra khỏi cái chỗ nghĩa trang, không cho nghỉ đấy các bạn, hai hai chỗ luôn. Và hai người mà coi quản cái nghĩa trang đấy các bạn, cái gương mặt họ sân si lắm, cái gương mặt của họ bởi vì tâm sư tướng y chang, người ta nói đúng không? Tôi không hiểu tại sao họ nghĩ như thế nào. Đoàn tăng của sư Minh Tuệ chỉ dừng chân và nghỉ ngơi
tạo thêm phước lành cho bá tánh ở đó. Nhưng họ lại cản trở đường tu đạo của sư Minh Tuệ. Mấy con người này phải nói là lên án họ mới đúng. Trong khi đó, bắt đầu đoàn tăng vào tới Quảng Trị, thì tôi có thấy những người công an mặc áo màu vàng. Cái gì đúng thì mình nói đúng, cái gì sai mình nói là sai nha. Thì lần này thì có một cái hình ảnh rất đẹp là dọn dẹp đường để cho chư tăng với lại sư Minh Tuệ vào được chỗ nghỉ ngơi thoải mái, không cho dân đi ùa theo nữa các bạn. Thật ra những TikToker và YouTuber quá nhiều đi. Mình cũng là một YouTuber nhưng tôi thấy nhiều khi các bạn làm quá, làm lố quá. Có nhiều người quay 3 cái phone, 4 cái phone luôn, quay livestream một lần vậy. Cái đó là chỉ để kiếm tiền phải không các bạn? Kiếm tiền nhiều hơn, nhiều kênh mà. Rồi có người khi phỏng vấn thầy này, phỏng vấn thầy kia, nêu lên những ý kiến cá nhân thôi. Mình đặt những câu hỏi mà có thể nó bị phản cảm. Rồi nhiều người dân cứ đi theo, nhất là những cái phản cảm mà người dân cứ nhét vô cái nồi cơm điện của thầy đó các bạn. Tôi biết rằng các bạn muốn có phước, nhưng các bạn nhét cái gì đâu phải là có phước đâu. Đâu phải là thầy ăn của mình là mình được phước đâu, không phải vậy. Có duyên. Thầy đâu phải là bự to con đâu, mà cái nồi cơm điện của thầy cũng nhỏ. Hết cái này nhét này, hết cái nhét đầy hết trơn rồi làm sao mà ấy được. Thầy chỉ ăn một ngày có một buổi thôi, và ăn chay, cũng không biết ai nhét cái gì trong đó. Mà nhiều lỡ có người nào mà bỏ gì trong đó đồ ăn thì mình đâu có biết được không các bạn ha. Thầy dĩ nhiên là thầy không có đề phòng ai, ai cho gì thầy ăn cái đấy. Nhưng mà tôi thấy nhiều hình ảnh hết người này nhét vô, người kia nhảy vô, người kia chạy vô nhét. Tôi thấy nó làm sao đâu á. Rồi nhiều anh em YouTuber quay trực tiếp mà cứ đi theo thầy mà quay. Thí dụ xa xa quay thì tôi không nói gì. Có nhiều người thầy nghỉ ngơi cũng quay, rồi làm cái gì cũng quay. Ai cũng nói cũng có cái không gian riêng tư chứ. Nhiều khi mình cũng cần vệ sinh cá nhân cái này cái nọ nữa. Các bạn cái gì cũng quay, dân quay tự lưu học dưa luôn á. Ở đây thì cũng khen là cái sự xuất hiện của những thầy như là thầy Anna này, giống như thầy Anna nữa ha. Rồi thầy bỏ vợ đi theo nè ha. Rồi Kim Cang hộ pháp nè ha. Làm như là lịch sử nó lập lợi đấy các bạn. Các bạn thấy sự trùng hợp không? Rồi có thầy Thích Vui Vẻ nữa. Thầy Thích Vẻ lúc nào cũng cười vậy á, mà nhìn mặt thầy tôi thì các bạn nha, tôi không cười cũng không được luôn nữa. Cái gì thầy cũng cười, lắc cái đầu thầy cười, là giống như là một trong những la hán mà có cái tâm vui vẻ đó các bạn. Phải nói là sự trùng hợp của những bậc chân tu ngày trước và những bậc chân tu bây giờ mấy ngàn năm tự nhiên lặp lại các bạn. Các bạn nếu mà các bạn tin về tâm linh là có thì các bạn ha, chứ không bao giờ mà trùng hợp, sự trùng hợp lạ lùng như vậy được. Vâng. Một bài viết để cùng chia sẻ đến tất cả quý vị về sư Thích Minh Đạo cũng như sư Minh Tuệ và những gì đang xảy ra. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, chúc đại gia đình Phật tử lúc nào cũng an nhiên, bình an, hạnh phúc nha. Và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một đăng ký kênh. Nam Mô A Di Đà Phật.